Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Ngay bên dưới video này có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú đăng những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Cảm ơn anh em đã tin tưởng theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay Thiện Phú review 35 mẫu sản phẩm, bao gồm đó là đồng hồ, nhẫn và một số phụ kiện nha anh em. Đây là mẫu số 1. Con này là con Michael Jordan nha anh em, một thương hiệu của Pháp. Đây là đóng chữ Paris. Hộp còn nguyên hộp nguyên sổ. Dưới này còn vài mắt dây nha anh em. Tay nào to thì gắn thêm vào. Con này lỗ cơ trước và lỗ cơ sau, chạy automatic. Máy vàng. Dây khóa nguyên zin nha anh em. Logo Michael Jordan. Size 35.3. Con này có size cúc phụ. Con này mẫu số 1. Con này giá là... Con này mẫu số 1 nha anh em. Giá là 2,5 triệu. Con này 2,6 triệu mà để 2,5 triệu cũng được. Con này mẫu số 1. Qua mẫu số 2. Mẫu số 2 con này là con hiệu là Giorgio Rossi. Con này toàn thân nó là mạ vàng. Size 37.9. Mặt cực kỳ đẹp nha anh em. Mặt rất là đẹp. Con này nó chạy hai kim này là hai kim. Cái kim này nó chạy 30 giây, kim này chạy 30 giây. Đấy, nó chạy 30 giây nha anh em. 30 giây trở đây 30 giây. Và cái đồng hồ của nó có hai cái giờ nha anh em. Giờ cái kim lớn và giờ kim nhỏ. Đây. Khi mà chỉnh thì hai cái giờ nó chạy cùng song song với nhau nha anh em. Chạy cùng song song với nhau này. Rồi mình chỉnh ví dụ như chỉnh 6 giờ này. 7 giờ. Đó, mình chỉnh ngược lại thì cái kim kia nó chạy này. Đấy. Giống hai cái hình cục có hai cái quạt.
Con này mẫu số 2, giá là 2,8 triệu. Qua mẫu số 3, con này hiệu là Polix, size 39.2. Lá cờ của Mỹ nha anh em. Con này chạy máy của Thụy Sĩ. Con này mẫu số 3, giá là 3,8 triệu. Qua mẫu số 4. Mẫu số 4 con này là con Swat mặt đỏ. Lịch nó nằm góc 9 giờ. Máy chạy máy của Thụy Sĩ, size 36.3. Con này mẫu số 4, giá là 1,6 triệu. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 con này là hiệu là Dominic, còn nguyên hộp nha anh em, hộp trắng. Full hộp sổ. Con này size 41.4. 41.5 nha anh em. 41.5. Đi lên cốt cho nó đi lắc lắc cho nó chạy nha anh em. Con này nó có hai cái núm hai bên, núm này và núm bên này. Và núm nhỏ này nữa nha anh em. Núm nhỏ chỗ này nữa. Và nó có hai núm trên này. Hai núm này để chỉnh lịch. Còn núm bên này là chỉnh cái dòng này. Đây. Còn cái núm bên này là xoay cái dòng này thì phải. Xoay cái dòng nha anh em. Chắc có lẽ là núm nhỏ này là bấm cái lịch bên này. Con này là Dominic 18 cộng. Dây khóa nguyên zin.
rất là mới nha anh em, còn nguyên full hộp. Con này mẫu số 5, giá là 3,5 triệu. Qua mẫu số 6. Mẫu số 6 con này là hiệu là Kogu. Con này thương hiệu của Italy nha anh em. Size của nó là 42.7. Kogu Italy chạy automatic classic. Động cơ sau. Trên cái kính của nó cũng để là Kogu nha anh em. Dây khóa nguyên zin Italy. Con này mẫu số 6, giá là 2,3 triệu. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 con này là hiệu là Brock Yuna. Con này là hiệu là Brock Kiana nha anh em. Brock Kiana. Size của nó là 42.9. Con này chạy 2,5 kim. 2 kim và cái kim rưỡi nó nằm ngay đây. Dây khóa nguyên zin. Động cơ sau. Chạy automatic. Con này mẫu số 7, giá là 2,000,000. Kim nó màu xanh nha anh em. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8. Con này là hiệu Cam Ely. Con này chạy dòng máy Nhật. Size 38.9. Chạy con này chạy pin nha anh em.
Con này mẫu số 8, giá là 650k. Qua mẫu số 9. Mẫu số 9 con này là con diesel. Mặt nó mặt điện tử nha anh em. Dây khóa nguyên zin. Size 41.9 nha nè. Có hai đấm bên này, hai đấm bên này. Con này mẫu số 9, giá là 1,1 triệu, nhìn khá là lạ. Qua mã số 10. Con này là con Elgin, mặt nó đỏ. Đỏ đô nha anh em. Con này chạy pin. Size 35.3. Con này mẫu số 10, giá là 1,1 triệu. Qua mẫu số 11. Mẫu số 11 con này là hiệu là Katia. Chạy con này chạy pin nha anh em. Dành cho nữ, size 21.1. Con này mẫu số 11, giá là 700k. Qua mẫu số 12. Mẫu số 12 con này là hiệu Elgin. Hiệu Elgin có trên nó có hai cái đồng hồ điện tử nha anh em. Điện tử đây. Trên và dưới. Bên này có hai nấm, bên này hai nấm. Đây là USA. Dây nguyên zin. Khó thì không biết phải zin của nó không. Size. Con này size 38.8.
Con này mẫu số 12 giá là 950k nha anh em. Qua mẫu số 13. Mẫu số 13 con này hiệu là Valentino. Size 24.5. Con này dành cho nữ nha anh em. Gấp 12 giờ nó có đính một viên đá nha anh em. Con này mẫu số 13. Giá là 650. Qua mẫu số 14. Mẫu số 14 con này, con này là cái mặt đồng hồ rất là lạ, đó là nó có một con gấu, cái kim của nó một có một con ong, con này chạy quạt. Dưới phía sau nó có con gấu đọc sách. Đồng hồ này là đồng hồ của Nhật. Toàn thân nó là mạ vàng. Núm có đến một viên đá màu hồng. Size 28.1. Mặt rất là lạ, rất độc nha anh em. Con này mẫu số 14 giá là 950k. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 con này là con một thương hiệu của Nhật, Leobi. Mặt rất đẹp, khảm sợi gừng trắng nha anh em. Con này size 24.6. Con này mã số 15. Giá là 500k. Qua mẫu số 16. Mẫu số 16 con này là hiệu là Valentino Freedom. Con này là mạ vàng trắng nha anh em, Freedom. Còn ở dưới này để là Gold 9999. Cái mặt của nó giống một viên kim cương. Mặt cái mặt kính ấy. Nấm đính việc một viên đá màu xanh. Bốn bên đính đá xanh nha anh em. Con này mạ vàng trắng. Size 25.4. Con này chạy hai kim. Con Valentino này là phiên bản giới hạn nha anh em. Phiên bản giới hạn là cái con này nó sản xuất là được 2.500 cái. Trên thị trường nó có 2.500 cái và cái con này là sản xuất cái số thứ tự của nó là 1.259.
Con này dành cho nữ đeo rất đẹp nha anh em. Con này mẫu số 2 à, mẫu số 16 giá là 2 triệu 9. Qua mẫu số 17. Mẫu số 17 con này là hiệu là Mila Son. Một thương hiệu của Nhật. Kính nó tràn viền. Size 31.3. Dây lụa. Mặt màu xanh. Con này cũng chạy quạt, chạy pin. Con này mẫu số 17 giá là 600k. Qua mẫu số 18. Mẫu số 18 con này là con Elite. Chạy hai kim. Mặt số là la mã. Con này size 16.8. Con này giá là 350. Qua mẫu số 19. Mẫu số 19. Con này nó để là New York. New York là của Mỹ. Fatchy. Con này rất là lạ, đó là nó lộ cơ nha nè. Nó lộ từ đây thông qua phía sau. Chạy pin. Đây. Thông qua phía sau. Fetchy. Nó kết hợp mà màu hồng của đá và kết hợp với màu inox. Con này size 29.9. Dành cho nữ nha em. Con này mẫu số 19 giá là 750. Qua mẫu số 20. Mẫu số 20. Con này là một lắc nữ. 4 bên đến 4 viên đá mặt số. Dây còn khá là rộng. Size 26. Con này còn cái tát nè. Gì nó đây. Hiệu là Jojo XZ. Con này mua mới là 28.000 yên. Yên Nhật là khoảng 220 một yên Nhật là 220 tiền Việt. Đây. Tiền Việt nhân cho 280.000 yên. À sorry là 28.000 yên. 28.000 yên nhân cho 220 tiền Nhật là mua mới con này tát mới là 6 triệu, trên 6 triệu. Hiệu là Jojo XZ. Con này mẫu số 20 giá là 800k.
qua mẫu số 21. Mẫu số 21. Con này là hiệu là Men, hiệu là Monty. Con này là Thụy Sĩ nha anh em, đá Uban, mặt đá Uban. Mặt nó làm đá Uban rất đẹp. Nó chia ra từng ô nhỏ 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 bên trong. Da lụa vàng. Size 21.7. Con này mẫu số 21, giá là 1.600.000. Qua mẫu số 22. Qua mẫu số 22, con này là con của Quýt. Con này quả quýt có bông dài nha anh em, bông dài nhung nè. Con này của Nhật. Con này của Nhật nha anh em, của Nhật. Size của nó là 63.6, câu hiệu là ca con của Nhật. Con này mẫu số 22, giá là 500.000. Ngoài mẫu số 23, mẫu số 23 con này là con quả quýt còn dây. Nó có đính đá lên mặt số như này. Con này mẫu số 22. Bùa giá là 450.000. Số này là mã số 23 chứ. Mã số 23 giá là 450.000. Mã số 22 là giá 500.000 nha anh em. Đã qua mã số 23 rồi, bây giờ qua mã số 24. Mã số 24 con này là một cái chén có hình con hổ nha anh em. Con hổ nó có lồi lên, nó có đồ lồi lên nha anh em. Nó mạ vàng 24K gold. Size là 74.3. Con này mẫu số 24, giá là 450.000. Qua mẫu số 25. Mẫu số 25 con này là hình con rắn nha anh em. Con này cũng mạ vàng 24K Goldfield. Size của nó là 72.5. Con này con rắn nó cũng nổi lên nè. Con này mẫu số 25 giá là cũng 450.000. Qua mẫu số 26. Mẫu số 26 con này hình con ngựa. Cũng là mạ vàng 24K Goldfield. Size của nó là 74.7. Con ngựa cũng lồi lên nha anh em.
Con này mã số 26 giá là cũng 450. Con số 27 cũng đang là một cái chén. Cũng là mã vàng 24k gold fill. Chén này chỉ có hoa văn là cái hình vậy thôi. Con này mẫu số 27 giá là 300k. Con mẫu số 28. Mẫu số 28. Con này là cũng là một cái chế. Cũng là 24k gold mà vàng. Size là 53.3. Con này mã số 28, giá là 300k. Không có mã số 29 nha anh em. À mã số 29 đây. Mã số 29 là cái nhẫn anh em. Nó bị núp trong này. Mã số 29 là một chiếc nhẫn. À, chiếc nhẫn này là nhẫn bạc và được cẩn vàng. À, 1989. Có hình mặt ong thủ dân. Cẩn vàng 10k. Hạt màu đỏ nha anh em. Con này size 19.2. Góc này là 18.8. Con này mẫu số 29, giá là 1.800.000. Và mẫu số 30. Mẫu số 30 con này là một cái lọ nước hoa hiệu là Hermès của Pháp. Nước hoa lọ còn tới đây nha anh em. Rất là thơm nha anh em. Con này mẫu số 30, giá là 800k. Mẫu số 31. Con này một lọ nước hoa. Hiệu nó là đây. Madame Rothschild. Con này cũng là thương hiệu của Pháp. Còn cũng khá đầy. Con này mẫu số 31 giá là 350. Qua mẫu số 32. Mẫu số 32 con này là một lọ nước hoa hiệu là Tabu Dana. Rất là thơm nha anh em. Con này mẫu số 32 giá là 750. Con số 33,
Mã số 33 đây là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mặt đồng hồ, mặt đồng hồ có chạy 3 kim, mặt nó là có ngôi sao bên trong. Có những cái ngôi nút nhạc trong này. Dây của nó là dây co giãn nha anh em. Co giãn cho nên đeo cái tay nào cũng được. Ngón nào cũng được. Ngón này cũng được. Đeo ngón giữa cũng được luôn. Nó có độ co giãn nha anh em. Con này mẫu số 33 giá là 450. Con số 34. Con số 34 đây là một chiếc nhẫn bạc đúc. Bên ngoài cẩm vàng. Hạt đá màu xanh. 1968 nha anh em. Nhẫn của Mỹ USA size 19 nha anh em, size 19. Cái này là 19.3 lòng bên trên này, 19.3. Bề này 19.2 nha anh em, này 19.2, còn bề này là 19. Con này mẫu số 34 giá là 1.800.000. Qua mẫu số 35. Mẫu số 35 con này là một con cũng là chiếc nhẫn bạc đúc, bên ngoài là cẩn vàng. Rất nét. Có hai cái súng hai bên như này. Con này chiếc nhẫn của Mỹ. Size con này là 18.8. Bề này là 19.4 nha anh em. Cái con này nó size nó hơi nó bị có độ, nó đi cái dòng cung này. Nó không có tròn đều mà nó đi được dòng cung này. Bên này nó rộng hơn bên này một nhiều hơn các con kia. Con này mẫu số 35 giá là 1.800.000 luôn. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ điện Nhật, và xin hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.